Ten, xin chào cả nhà. Mình là Phương Loan. Hiện tại thì Phương Loan đang xây dựng và phát triển thương hiệu Bitum, chuyên phân phối tôm hùm Việt Nam đó. Và ngày hôm nay Phương Loan sẽ giới thiệu cho cả nhà về thành viên mới của nhà Bitum đó. Chào em có thể giới thiệu một chút xíu về bản thân em cho chị và mọi người được biết được không? Dạ, em chào chị và em chào mọi người. Em tên là Trần Thị Xu. Hôm nay em vừa mới ra trường từ trường Đại học Công nghiệp Hồ Chí Minh. Em đến từ Long An. Giới thiệu với mọi người, đây chính là bạn Phụng. Bạn đang nhân là nhờ nhân viên mới của Bitum và ngày hôm nay là ngày đầu tiên bạn đi làm đó. Xin chào mọi người, mình tên là Bùi Kim Phụng, mình đến từ tỉnh Tiền Giang. Hiện tại thì mình đang là sinh viên năm 3 của ngành ngôn ngữ Anh trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào mọi người ha, mình tên là Cường, hiện tại là nhân viên của Bitum. Thì mình là một người sinh năm 1997, hiện tại mới 21 tuổi thôi. Thì nói chung là nội lực và tuổi trẻ cũng rất là còn nhiều. Mình xin thông báo luôn thì mình là sinh viên tốt nghiệp từ trường Đại học Kinh tế Hồ Chí Minh. Thì rất hân hạnh làm quen với mọi người ha. Dạ, em tên là Tú Nguyên, em đến từ Bà Rịa Vũng Tàu, một vùng miền của biển cả mênh mông luôn. Nguyên sinh năm 99. Hiện tại thì Nguyên đang là trợ lý giám đốc của công ty cổ phần Faluca với thương hiệu là Tôm Hùm Bitum. Thiệt tình đó thì là một người bạn của em mới giới thiệu cho em. Bảo là trước đó là bạn đó cũng đã làm ở đây rồi. Nhưng là bạn đó giới thiệu cho em làm, bạn bảo là môi trường ở đây rất là năng động, các anh chị rất là nhiệt tình, tư vấn cho nhau. Môi trường làm việc thì thoải mái nè, tiếp xúc với công nghệ nhiều, và đặc biệt là có tiếp xúc với môi trường ngoại ngữ. Đó là cái điều mà em rất là mong muốn được trải nghiệm trước khi mà mình ra trường. Nên là em đã quyết định apply vào cái công ty này. Hiện tại thì mình đã làm việc với Bitum và đồng hành với Bitum thời gian khoảng gần 1 năm trời rồi, và hiện tại là công việc của Bitum với mình rất là suôn sẻ. Thời gian mà Nguyên gắn bó với Bitum cũng hơn 1 năm từ lúc mà Bitum thành lập tới giờ đấy ạ. Cái môi trường làm việc ở Bitum rất là năng động luôn và cực kỳ đề cao cái tính tự giác, cao tính đúng giờ nè. Các bạn nhân viên ở trong Bitum thì cực kỳ hòa đồng, vui vẻ, nhiệt. Với lại ít thứ nhất là mình có thể làm đảm nhận được nhiều bộ phận một lúc, vừa có thể là rèn luyện kỹ năng bản thân, vừa trau dồi học kinh nghiệm. Bởi vì những cái việc đó là một cái kinh nghiệm rất là tốt cho một cá nhân để có thể phát triển cũng như là xây dựng một bản thân mình trong thời gian tương lai sắp tới. Trong quá trình làm việc tại Bitum thì tôi cảm thấy là môi trường làm việc rất là thoải mái, mọi người rất là vui vẻ và hòa đồng. Khi mà công việc gặp khó khăn gì đó thì mọi người đều chia sẻ với nhau. Bitum đúng là một nơi dành cho tất cả các bạn trẻ luôn. Ở đây thì tập hợp những con người từ các miền xa xôi của Tổ quốc luôn. Nhưng mà mọi người cùng chung một chí hướng là sẽ cùng đẩy Bitum đi lên. Và mang với một tầm nhìn là sẽ mang những bạn tâm hồn Việt Nam sẽ đi xa xa hơn nữa, rồi đi khắp năm châu luôn. Chính vì vậy nên môi trường làm việc tại Bitum rất là thân thiện, hòa đồng, những con người cùng giúp đỡ nhau. Bạn này gặp khó chỗ này thì bạn kia sẽ